Hello, xin chào anh em. Và hiện tại thì đương nhiên rồi, trưởng đang ở của lễ em ạ. Hôm nay là ngày mà các sĩ tử, những sĩ tử 2K bắt đầu là những sĩ tử sinh năm 2K sẽ biết được điểm số của mình, ai đỗ tốt nghiệp, ai xịt tốt nghiệp anh em ạ. Thế nên là bây giờ sẽ cùng mình một cái thú vui ở dưới quê, đó là đạp xe. Và bây giờ sẽ cùng mình đạp xe để khám phá của lễ nhé. Quê mình thì có một điều rất là hay là bây giờ đang có một phong trào là nhà nhà đạp xe, người người đạp xe. Và bây giờ thì mình cũng đi đạp xe anh em ạ. Về quê đạp xe hay chứ nhở. Ở Hà Nội đi chạy bộ nhiều rồi, và bây giờ về quê mình cùng nhau mình đạp xe ha. Cùng nhau đi khám phá anh em nhé. Xem có hàng quán ở đây, xem cổ lễ là so từ khi mình rời quê là năm 2010 cho tới bây giờ, xem 10 năm có gì thay đổi anh em nhé. Đây là cổ lễ quê tôi vào buổi tối anh em ạ. Nó rất là vui. Mặc dù hôm nay là thứ 6, không có quá nhiều hàng quán. Vào buổi tối thì ở đây có một cái thói quen, anh em ta sẽ cùng đạp xe, cùng nhau đi chơi, cùng nhau khám phá cổ lễ vào buổi tối nha. Đây là trường cấp 2. Trường cấp 2 cũ của mình đó, những quán trà chanh buổi phố này cực kỳ đông luôn. Khu vực này là khu vực ăn chơi nhá. Có lẽ bây giờ có nhiều điều thay đổi mà, đèn xanh đèn đỏ này, rồi những hàng quán để anh em ngồi với nhau nhâm nhi một tí. Và cái trục đường mình đang đi á, nó là một cái trục đường được mang tên là Hữu Nghị. Rất nhiều hàng quán ở đây, chỉ có hơn 2 cây số thôi mà rất nhiều hàng quán. Hết rồi, bây giờ đến phố quảng cáo anh em ạ. Bắt đầu với khu vực hàng xách tay, rồi những cửa hàng quảng cáo nhiều lắm. Và dọc con đường mình đang đi là con đường mang tên là Hữu Nghị, hay ngày xưa ở đây người ta gọi là đường 4 chiều. Cái vị trí mà mình đang đi này, trước đây là cánh đồng anh em nhé. Khi mà nhà mình bắt đầu chuyển ra từ một nơi khác, chuyển về đường 4 chiều này, hay bây giờ gọi là đường Hữu Nghị ấy, thì con đường này lúc bấy giờ rất ít nhà. Và một suất đất ở đây anh em biết bao nhiêu không? 18 triệu, rộng 4,5 m, sâu đó là sâu 21 m, khủng khiếp. Bây giờ khác nhiều lắm. À, đó những quán cà phê, những hàng quán nhau đi lại, có rất nhiều quán đông nhưng mà cũng có rất nhiều quán không có người nào anh em ạ. Do con đường này là con đường Hữu Nghị, và con đường Hữu Nghị này nó dài khoảng chừng 4 cây số. Đây là một buổi tối đạp xe đi chơi anh em ạ. Buổi tối đạp xe đi chơi, lâu lắm rồi mới đạp xe về quê. Về quê thì mới có cơ hội đạp xe như thế này, đông lắm. Hi, thích quá nhở. Thư giãn, thoải mái, không khí thoáng đãng. Bên đây thì đó là trường cấp 2 của mình. Và nếu anh em quen thuộc, thấy chữ phiếu này, một địa điểm quen thuộc anh em ạ. Anh em ở Cổ Lễ có quen không? Anh em ở Trực Phương có quen không? Anh em Phương Thị có quen không? Anh em ở Cổ Chất có quen không? Đấy, nhà chị Thiếu, ngôi nhà đầu tiên mà cho thuê chuyện ở Cổ Lễ đây anh em. Em mà bây giờ thì chuyển hết rồi, chị không còn là cho thuê chuyện nữa, không còn bán hàng ăn vặt nữa, mà chuyển qua một cái ngành nghề khác, đấy là bán xúc xích anh em ạ. Xúc xích CP hay xúc xích Đức Việt, chị làm tổng đại lý ở tại dưới này. Và thậm chí là anh em biết như nào, một ngày bà bán 2 tấn xúc xích. Xin chào các em, nó đang đi. Vừa đi mình vừa review, và ở tại đây thì thực ra các em nó chào mình, em mình không biết ai luôn. Rời quê 10 năm rồi anh em, 10 năm khác lắm. Khi
mà bọn mình đi chơi ấy, ngoại trừ nhà chị Kiều ra với lại rất nhiều những món ăn khác nhau rồi là thuê chuyện ở đấy. À, ngày xưa mình thuê chuyện những cuốn Naruto các thứ đọc rất là nhiều, thậm chí là thuê chuyện như vậy các bạn biết không? Thuê chuyện 5 quyển 2.000 đồng 5 quyển truyện. Và những người khác thuê các bạn biết nhá. Đây là bật mí nhỏ, là sau từ thời nhà chị Thiếu bắt đầu mình học cấp 2 nó sẽ rơi vào khoảng những năm 2003, 2004 trở ra. Thì lúc bấy giờ các bạn biết là người khác thuê truyện ấy 5 quyển truyện sẽ là 2.500, nhưng mình thuê lúc bấy giờ chỉ 2.000 thôi. Biết sao? Nhà mình quen nhà chị ấy. Ngày xưa chị ấy gọi là chị thôi, nhưng mà bà Thiếu thì bà ấy bằng gần bằng tuổi mẹ mình luôn. Thôi tuổi mẹ mình có 2-3 tuổi thôi, gần bằng tuổi mẹ luôn. Vẫn gọi chị nịnh tí, để bởi vì sao chị đi lấy chồng muộn này, và nịnh tí để thương chuyện rẻ các bạn ạ. Bây giờ chị Thiếu có biết thì cho em xin lỗi nhá. À, video này hoàn toàn là like nhá, mà mình sẽ không dựng được like thực tế nó như nào, sẽ gửi anh em video như thế luôn để em cùng nhau trải nghiệm cổ lễ quê mình đấy các bạn. Ngoại trừ đấy ra, nếu như anh em còn biết rằng là cổ lễ khi mà bắt đầu là tụi mình lên cấp 3, những anh em mà sinh năm những cái năm mà 90, 92 quay trở lại thì anh em sẽ tới một nơi nữa, rất là lý tưởng cho anh em. Và cuối cùng bạn đặc biệt là mình và bạn là Nguyễn Dũng, một người bạn cấp 2, cấp 3 chơi với nhau thì cũng sẽ học anh em đi rất là nhiều. Và đây là điểm khách, và đây cũng là điểm khách quen thuộc của anh em, đó là gì? Đó là quán Sơn Ốc, anh em có nhớ không? Ai đã từng đi ăn Sơn Ốc chưa? Đây này. Sơn Ốc quán giọng hơn, đẹp hơn và có nhiều cái hay ho hơn, đúng không? Tội gì? Và ngày xưa đi ăn Sơn Ốc nó là cả một cái điều gì đấy rất gì và này nọ anh em ạ. À, bởi vì sao? Học sinh mà làm gì có tiền. Và ngày xưa là ông nào lại bảo với tôi đi, lại không có trò là xin tiền bố mẹ, rồi anh em nào lại bảo với tôi đi là không có cái trò để nhận được kết, đúng không? Kiểu gì mà chả có. Những cửa hiệu đây, nhà Thiết Hữu Hồng là hàng quảng cáo đầu tiên, một trong hai hàng quảng cáo đầu tiên của tôi đưa ra ngoài. Hàng quán thì bắt đầu người ta thu hết rồi. Và anh em ơi, mình ra nhớ với lại một quán rất là hay, đó là Minh Tăng. À, Minh Tăng, điện tử Minh Tăng. Và mình vừa nhìn thấy là chúng ta ngồi ngay ở phía ngoài. Đây là nơi mà ngày xưa trưởng môn bộ DC đầu tiên anh em ạ. Đó là cấp 2, 4 dành tiền để tặng mình một bộ PC, để cho mình một bộ PC. Đây là bộ PC đầu đời và bây giờ mình vẫn còn đang giữ ở dưới quê, không bán, không nâng cấp nữa, để cho nó đẹp đẹp thôi. Với lại socket 775, với lại đó là mình nhớ nó là chip Pentium 4 3.2 anh em ạ. Không nhớ là 3.3.2. Và thời đấy một cái dàn cây như vậy anh em biết bao tiền không? 8 triệu một dàn cây. Vàng thì rẻ. Anh em thử nghĩ xem những năm mà bắt đầu Pentium 4 còn đang nổi tiếng, chưa ra dòng chip E nhá, cực kỳ là đắt tiền. Và lúc bấy giờ thì các bạn đã tính bằng vàng, tính bằng vàng. Bây giờ thì hết rồi, thì mình không nữa mà mình chuyển sang dùng laptop rồi. Và một đoạn nữa là ngắn nữa thôi, là mình đã ở nhà rồi. À, một video ngắn để anh em thấy được rằng là quê mình, cổ lễ và khu vực đường một chiều gần nhà mình có những cái gì vào buổi tối và ngày hôm nay là dịp cuối tuần. Và đồng thời với đó là điểm mà sĩ tử đã biết số điểm của mình rồi. Bây giờ là về đến nhà các bạn, về đến nhà rồi. No. Xin chào tất cả anh em, hãy gặp lại anh em nhà mình trong những video tiếp theo nhé. Xin chào, hẹn gặp lại và sẽ cùng nhau ủng hộ những trải nghiệm chân thực và thực tế nhất. Tập sau sẽ có rất rất nhiều cái hay và mình sẽ phát vào thứ tư. Hỏi anh em nhá, và trưởng sẽ làm điều gì ở tại quê?
đảm bảo hay ho, hấp dẫn và chân thực. Hãy chờ đón nhé. Còn bây giờ hãy ủng hộ mình bằng cách hãy cho mình một nút like, một nút subscribe ngay phía dưới. Và nhớ ấn chuông nữa các bạn nhé. Cái này thì hoàn toàn miễn phí, nhưng nó là để cho mình làm những video tiếp theo chất lượng hơn, hay hơn. Và chúc em ngủ ngon. Về thôi. Bye bye.